Chào mừng các bạn đến với kênh game cho tí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn trận đấu mà con bài Paris bọn tôi nó sẽ được gọi ra một cách cực kỳ nhanh. Mình tin rằng chưa bao giờ các bạn thấy con bài Paris bọn tôi nó gọi ra được nhanh như vậy. Đây là một con bài 3 sao mới, một con bài rất tầm, nhưng ngoại hình của nó không thể nào tầm hơn. Các bạn thấy tình huống của nó không? Cái kinh dị thôi các bạn. Nó gọi ra con bài Paris bọn tôi trong vòng nửa nốt nhạc. Bài dũng hợp đã mạnh mà với con bài tầm lầm này thì nó cần kinh gì hơn nữa và khả năng kết thúc đối phương cực kỳ nhanh. Lại thêm một con Paris bọn tôi, Quách Thị Phùng. Chúng ta xem lại nhá. Kỹ năng của nó có vẻ như là hy sinh một nguyên tố dũng hợp để gọi ra thành phẩm của dũng hợp đó. Ở đây họ nói hy sinh có 3 kiểm sĩ giật rồng và chỉnh bản thân nó để gọi ra một con bài dũng hợp Paris bọn tôi. Ở bên server Trung Quốc thì mình cảm thấy càng ngày người ta càng muốn tạo ra một meta dũng hợp thì phải. Kinh gì thế các bạn? Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn một con bài 3 sao, một con bài cực kỳ mới tại server tàu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nha.